Xin mến chào mọi người nhé. Chủ đề là tưới nước như thế nào cho nó hợp lý thì cũng khá là nhiều người hỏi, cũng khá là nhiều người là tưới như thế nào, là tưới ra làm sao, là như nào và cần những lưu ý gì thì mình cũng xin chia sẻ mọi người như thế này sau luôn. Thì ly thì tốt nhất là mọi người nên tưới ở dưới gốc thôi. Nên múc, một là dùng cái gáo này này. Thứ nhất là nước, bản thân nước đó. Thứ nhất là bản thân nước thì nên dùng nước, một là nước bơm ấy, nước bơm. Đấy, cái nước máy bơm của mình ấy. Hai là nước trời. Đấy, nước mưa ấy, nước mưa mà nếu mà có cái bể gì để đấy phơi mưa phơi nắng xong rồi múc cái tưới. Còn nếu mà đối với nước sạch, nước máy sạch ấy, nước máy sạch thì nên để ra cho bay bớt clo, bởi vì là nước máy khi nào người ta xử lý clo khí clo khá là nhiều. Nên là mọi người cần phải dùng nước, và đặc biệt là không dùng nước mặn hoặc là nước hơi mặn hoặc là nước phèn đấy. Nước mặn ở đây là không phải là nước mặn nước muối hẳn đâu, mà nước có mặn ấy. Đấy, thì việc cách tưới thì tốt nhất mọi người nên dùng cái gáo như này, hoặc là nếu mà vòi ấy, thì có thể là thả vòi đấy, đi vòi như này từ này. Còn ở đây mình sẽ thị phạm cho cái gáo, bởi vì nhiều người có thể dùng ít thì có thể là dùng thẳng hạn như này. Nên mọi người nên đổ như này đấy, nên đổ như này, tức là mỗi lần ấy, cái này tùy vào tình trạng cây. Nếu mà chẳng hạn là như này, bây giờ quay cái giá thể mọi người đã. Giá thì cái này thì mỗi sơ dừa không nói này. Rồi cái chậu nào mà đây. Đây. Chẳng hạn chậu như này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra, bởi vì không phải là cứ tưới là tưới, cái này thì cũng hơi khô một tí này. Có vẫn có ẩm một tí nhưng mà vẫn khô. Đấy, rời nhau hoặc là giá thể rời nhau. Thì cái này bắt đầu bón dần này. Khi bón thì đảm bảo làm sao mà cho tùy vào thời tiết, chẳng hạn như thời tiết bây giờ ấy, thời tiết bây giờ thì như mọi người thấy này là có hừng hừng nắng, thì tưới để đảm bảo là nó ướt gần như là cho cả toàn bộ luôn. Đấy, chẳng hạn như kiểu một chậu 5 cây như này thì rơi vào tầm khoảng chẳng hạn một nửa gáo như này. Đấy, một nửa gáo như này đấy, một nửa gáo như này là thoải mái thôi này. Đấy, một nửa gáo vẫn còn dư một tí là như thế này là thoải mái rồi đấy, chứ không nên là mọi người bắn nhiều quá. Tùy vào tình thế, nếu mà trường hợp chẳng hạn trời chẳng hạn cây mà vẫn còn bé mà cần cho nó phát triển lớn một tí thì có thể là giai đoạn đầu ấy, cái này là giai đoạn giữa rồi, bắt đầu nụ mà cây bắt đầu nụ, phân chuẩn bị phân tai rồi mà đấy, mà cứ như thế tưới. Tùy vào ba chậu thì một phần một nửa của một nửa thôi, 1/4 của cái gáo này đấy. Đấy, nói chung là cái này mình cũng không vội không gấp nên là mình dùng gáo tưới đấy. Còn nếu mà muốn nhanh bắn vòi đấy, hoặc là có những người chẳng hạn không tiện vòi hoặc là không tiện đường nước vòi thì dùng gáo múc cũng được. Và có một số lưu ý đối với mọi người, đối với hoa ly thì là thời điểm nụ, nếu mà thời điểm như này là thời điểm cũng an toàn rồi. Còn nếu mà thời điểm mà nụ nó bắt đầu mới ấp như này, ngọn non non ấy, thì hoặc là như này đang ấp như này thì tốt nhất mọi người cần phải lưu ý là không nên bắn ở trên, bởi vì nhiều người đối với nhiều cây mọi người có thể là chẳng hạn như kiểu rưới như này đấy, cho nó hoặc là bắn vòi ở trên này cho nó tươi. Nhưng mà đối với hoa ly thì không cần thiết, mọi người chỉ cần tưới ở dưới gốc là được. Bởi vì là thời điểm nắng khô như này đấy, nắng khô như này thì
thì có thể là mọi người dưới thì không sao cả, nhưng mà nếu mà trời ẩm, đá ẩm ấy, hoặc là trời mà âm u ấy, mà mọi người lại tưới mà lại bắn bắn ở đây này nữa, nước sẽ nó ứ, thì làm một trong những nguyên nhân làm cho nó chảy lá là một này, thứ hai nữa là cái nụ nó bị đọng nước và thối ngọn. Nói chung là không nên tưới hoa ly ở trên lá và trên nụ. Đấy là những cái lưu ý dành cho mọi người. Và cái này cũng rất là nhiều người hỏi rồi, mình chia sẻ luôn thôi. Bởi vì là có nhiều người lại hỏi là thế thì nếu mà trồng ngoài trời, thì nếu mà những cái nơi nào mà trồng được ngoài trời thì sẽ thường chỉ có mưa ấy. Đối với nước mưa ấy, họ chỉ có là thỉnh thoảng mưa thôi, chứ còn không mưa dầm như thế. Đâm ra là sẽ không quá là ảnh hưởng. Đấy. Còn việc tưới, đặc biệt là đối với những người mà trồng ít ấy, thì không nên là bắn ở đêm như thế này. Đấy, không nên bắn phun re re, bởi vì nhiều người có cái bình xịt ấy, thì có thể xịt này cho nó tươi tỉnh, nhưng không cần thiết. Và không nên luôn, nói chung là không nên xịt lên, chỉ có tưới như này, rất đơn giản. Mới tưới mỗi như này xong, nhưng mà phải lưu ý không phải ngày nào cũng tưới nhá. Bởi vì nhiều người, có nhiều người ngày nào cũng tưới làm cho nó cái và lá vàng dần này, úa dần này, nó bị úng mà, bị úng, thậm chí là thối cả, lúc đầu là thối cả củ này, hoặc là nó không lên được. Thậm chí là có những người trồng khoảng một tháng mà mình bảo là lên được từng này. Đấy, rất là khó tin luôn. Đấy, tưới quá nhiều. Đấy, làm cho nó lượng nước thì nó cũng tùy vào tình trạng, chẳng hạn thời gian đầu, tầm khoảng một tuần đầu, tầm khoảng 10 ngày đầu đi, là nó cần nhiều, thì mọi người cần phải tưới nhiều để tạo cái độ ẩm nó nhiều, nó cần nhiều cái độ ẩm để có thể là ra rễ nó sớm, nó nhanh, phát triển nhanh. Còn giai đoạn giữa thì ở mức độ vừa vừa thôi, để làm sao mà nó chỉ cần nó ẩm, có ẩm đủ là được, mát mát là được. Đấy, ẩm mát là được. Còn giai đoạn sau thì tùy, nếu mà nụ đã to ấy, mình sợ sớm thì mình bớt bớt thôi. Còn nếu mà nụ mà còn bé thì mình bón, mình tưới nhiều. Đấy, mình tưới nhiều để cho nó lớn nhanh hơn. Đấy, đấy là những cái lưu ý dành cho mọi người mà việc tưới nước cho hoa ly. Đấy là ly cao thơm. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video chia sẻ tiếp theo nhé.